Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với những vlog của bạn cùng với mình. Hôm nay thì mình có làm món tóp mỡ sốt cà chua nhé. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn cái phần là cà chua đã mình nhờ. Còn đây là phần tóp mỡ siêu giòn của mình. Mình dán rất là vàng óng rồi đây. Phần tóp mỡ thì mình có cà bì nha mọi người. Rồi mình sẽ đợi cho cái nồi cà chua của mình sôi lại và thả tóp mỡ vào. Giờ cà chua của mình đã sôi, mình sẽ cho tóp mỡ vào nhé. Chắc là mình sẽ chỉ cho nửa phần tóp mỡ này thôi vì nó khá là nhiều. Cà chua thì hình như là mình sử dụng là 4 quả nhỉ. Mọi người có thể cân đo đong đếm tùy theo mà mọi thích ăn chua nhiều hay là chua ít thì có thể cho nhiều hay ít nhá. Nhưng mà người đừng cho nhiều quá nó bị mỗi vị chua rồi. Trước khi lúc mà sốt cà chua thì mình sẽ cho cái phần gia vị sơ sơ. Nên là bây giờ mình chỉ cần đun cho cái phần tóp mỡ để nó ngấm cái sốt cà chua mà thôi. Giờ mình sẽ đậy vung và mình thích ăn kiểu nó còn hơi giòn nên là mình sẽ chỉ cần nấu trong khoảng 5 phút thôi nhé. Mình sẽ đợi 5 phút. Bây giờ thì mình sẽ mở ra và nêm nếm cho cái phần sốt cà chua của mình được đậm đà để cho nó thấm vào trong cái tóp mỡ nhé. Mình sẽ cho thêm một xíu muối vì nó hơi nhạt. Mình sẽ nếm xem đã ok chưa. Món tóp mỡ của mình đã ok rồi. Giờ mình sẽ đợi thêm một lúc nữa để cho cái tóp mỡ của mình được thấm cái phần sốt cà chua.
Bây giờ thì tóp mỡ của mình đã được, mình sẽ cho thêm phần hành lá đã thái nhỏ nhưng sẽ tăng độ thơm của món ăn hơn. Bây giờ thì mình có thể tắt bếp nha. Đây là phần tóp mỡ sốt cà chua của mình nha mọi người. Mình đã hướng dẫn xong mọi người làm món ăn rồi. Video của mình đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo nhé. Tạm biệt.